ปดเอ้ยกะนังเอ้ยอากาศแดดไปหมดมือแดดไปกายมือดาวยิงไปถึงขวางคนเดียวก็เลยชิ่งเหยียบไปแล้วแล้วคนเดียวแดงทำต่อเนี่ยLời thế đang nên về trường cao lộc Vâng, lời thế đang nên về cao lộc Chúng ta đang chứng kiến một trận thi đấu rất ngang tài và ngang sức.Hai vận động viên thứ ba tỏ ra rất là cân bằng. Hiện nay lợi thế đang nghiêng về Cao Lộc. Và như theo những quyết định của trọng tài, thì phần thắng ở hiệp yếu này thuộc về trường trung học phổ thông Cao Lộc. Hai vận động viên sẽ nghỉ ngơi trong vòng một phút ạ.Vâng, như vậy là chúng ta vừa được chứng kiến một hiệp thi đấu rất cân bằng và kịch tính. Và phần thắng đã thuộc về trường trung học phổ thông Cao Lộc với vận động viên Đặng Ngọc Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với hiệp thi đấu thứ hai. Không biết là trường phổ thông dân tộc Nguyễn Chú có giành được chiến thắng ở hiệp này để chúng ta chứng kiến trận chung kết hay không?Vâng, theo như chúng ta chỉ đưa chị đây là chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ hai. Tôi xin nhớ lại đội viên dân tộc Nguyễn Chú trong đai màu đỏ và vận động viên trường trung học phổ thông Cao Lộc trong đai màu xanh.Trận đấu thứ ba của môn đẩy đồng đan đó là cụm một hiệp đoàn và trung học phổ thông đồng đan cụm một hiệp đoàn và trung học phổ thông đồng đan vâng nếu như là chứng kiến các vận động viên đẩy đang thi đấu thìChúng ta phải chứng kiến hai vận động viên của chúng ta tỏ ra rất chuyên nghiệp từ tư thế đứng rồi. Alo, xin khán giả lùi lại một chút. Đỡ đâu vậy là người là không có nhiều vấn đề xảy ra nữa. Anh em lùi lại một chút. Một thi đấu thứ hai. Bắt đầu.Vâng, thế bây giờ đang chụp về. Vâng.Như vậy, vận động viên trường trung học phổ thông Cao Lộc đã tạm lấy thắng tư trận đấu. Và như vậy là trận đấu thứ nhất ở trận thi đấu này là số hai là một đấy. Chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu cuối cùng của trận thi đấu này. Ngày xưa là lấy nhau là nhờ hát thi hát lượngV
vâng xin mời vận động viên của bạn chủ cuộc đấu tranh thi đấu ở hiện trường phía bắc. Chúng ta sẽ cùng bước ra mặt, bước ra mặt chọn tên. Ở trận thứ 3 môn đẩy gạch nam, số 1 chúng ta đã đánh giành chiến thắng trước vận động viên của trung học phổ thông Đồng Đăng. Và sau cú đấu tranh, trường trung học phổ thông Đâu Lộc đã giành được quyền ưu tiên và đã được chọn hướng để tiếp tục thi đấu. Ở trận đấu thứ 4 của môn đẩy gạch nam, đó là hiệp 4 hiệp 5 và các chủ đang chỉ đưa các đội tuyển học câu lạc bộ chú anh chị các con và các cháu. Bây giờ chúng ta sẽ đến việc thi đấu chung kết giữa hai đội trường trung học lạc hiệp 4 hiệp 5 và huyện thị trấn Cao Lộc. Và chuyên gia của con Cao Lộc rất cẩn thận là thế này đang thuộc về trường dân tộc nội chú. Đấy, vận động viên đang màu đỏ. Vâng. Và chúng tôi xin được chúc mừng trường trung học phổ thông dân tộc nội chú. Vận động viên của trường dân tộc nội chú đã lên được đâu. Ở trận thi đấu tiếp theo, chúng tôi xin mời cụm trường Đa Cáp và cụm trường Tân Liên ạ. Như vậy, ở trận đấu thứ nhất, vận động viên của chúng ta sẽ là cụm trường Đa Cáp ở đâu ạ? Thế Tân Liên. Hãy tân liên xin mời vận động viên của cụm trường Đa Cáp ạ. Vâng, hai vận động viên của Đa Cáp và Tân Liên đã có mặt. Theo như chúng tôi biết thì Đa Cáp và Tân Liên rất là gần nhau. Và bây giờ xin mời hai vận động viên sẽ vào làm thủ tục công tác thi đấu. Và như vậy là ở trận đấu thứ 4, vận động viên Mai Lai Xanh của cùng đoàn cùng 4 huyện đoàn đã giành chiến thắng. Vận động viên Mai Lai Đỏ của trường trung học phổ thông Đồng Đăng. Ở trận đấu này chúng ta sẽ chứng kiến một trận thi đấu diễn ra giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ. Có thể thấy là cụm trưởng trận đấu thứ 5 của quân đội Việt Nam hiện rất là đang một kinh nghĩa là còn cụm trưởng tất nhiên của trường Việt rất là trong hiện đoàn và trường ở trận đấu này đội nào sẽ giành chiến thắng ạ? Chúng tôi báo là cụm 3 của huyện đoàn và vận động viên của trường xã Đa Cáp. Vâng, ở đây thì tôi nghĩ là vận động viên bên Đa Cáp sẽ lợi thế hơn, bởi vì đây là sân nhà của xã Đa Cáp. Vận động viên của xã Đa Cáp và vận động viên của cụm 3 huyện đoàn là như tôi đã thấy không sai là vận động viên của Đa Cáp đã lợi thế hơn từ cổ động viên, sân nhà và kinh nghiệm, kết quả tôi nghĩ là đều được chơi hết cả.
đây cũng có thể chỉ là gì đó. Bên Tây Nguyên có thể chỉ có viên nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu thứ hai. Lượt thi đấu sẽ hòa giữa cụm trường Gia Cát và cụm trường Tân Liên. Đây là đại diện cho hai xã Gia Cát và Tân Liên thi đấu. Nói như tôi nói hiện nay thì các cổ động viên của xã Gia Cát vậy là nhiệt độ thứ nhất hơn. Trận thi đấu tiếp theo sẽ là trận thi đấu bán kết. Câu này sẽ là câu ấy của Câu Ly sẽ ở trong nhà. Vâng, trận đấu này chúng ta sẽ đến với vận động viên của trường Trung học Vương Đồng Ban và trường Phổ thông Dân tộc Nội Chú Huyện. Theo như đánh giá của ban tổ chức và ban chuyên môn, Lần đầu tiên tham gia thi đấu. Đó là một ngày cổ động cho trường Trung học Đồng Nai. Lần đầu tiên thi đấu. Như vậy là trận đấu thứ 5, vận động viên của đội ba hội đoàn này thì đón tiếp vận động viên của xã Gia Cát. Ở trận đấu thứ 6 sẽ là ngày yêu thương đầu tiên của cụm hai thi đấu trường và vận động viên của trung học cơ sở Đồng Chú đã giành chiến thắng. Hãy
Chúng ta hai đội viên giữa bàn thi đấu, đồng viên tiếp nhé. Xin mời hai đội viên là thủ tục vào vị trí. Chúng ta đang đến với trận thi đấu bán kết 1. Chúng tôi xin mời các vận động viên của bán đại kết và hai đội ba hiện đang có chuẩn bị vào để bảo đảm thủ tục để tiếp tục thi đấu. Chúng ta xin được chúc mừng vận động viên của trường cơ động Hùng Chú đã giành giải ba. Xin chúc mừng vận động viên trường cơ động Hùng đã giành giải ba. Vận động viên của trung học phổ thông đã mang áo đỏ. Thi đấu bằng tiếp thứ hai. Cuộc ba của hiện đoàn. Chúng tôi xin mời vận động viên của cuộc ba hiện đoàn. Cuộc ba hiện đoàn. Hiện nay vận động viên của cuộc chiến đang rất là căng thẳng. Chúng tôi xin mời vận động viên của cuộc ba hiện đoàn. Vâng, chúng tôi nghĩ là vận động viên tham gia thi đấu môn đẳng cấp của cuộc ba hiện đoàn. Chúng tôi phía bằng ban tổ chức ạ. Sau thông báo 3 phút nữa, nếu vận động viên của cuộc ba hiện đoàn không có mặt thì chúng tôi sẽ tiến hành thủ thua. Và như vậy thời gian chờ đợi đã hết. Chúng tôi xin chúc mừng vận động viên của trường Văn Giang các trường Văn Giang có thể vâng, xin mời hai vận động viên đã hoàn thành thủ tục tham gia thi đấu. Vâng, xin mời hai vận động viên đã hoàn thành thủ tục tham gia thi đấu. Vâng, bây giờ xin mời các cô chú các cháu về phía vòng tròn đẩy vòng nữa để chúng ta di chuyển trận thi đấu chung kết diễn ra giữa trường trung học phổ thông dân tộc nội chú và cuộc trường Đa Cát. Vâng, như tôi nói là hiện nay vận động viên của bên Đa Cát có lợi thế về sân nhà. Hôm nay thì trường của bên dân tộc nội chú lợi hơn bởi vì
rất là trẻ và quen. Bây giờ một lần nữa chúng ta đã được chứng kiến trận thi đấu giữa một tên là kinh nghiệm và một tên là kinh nghiệm. Không biết tên nào sẽ giành chiến thắng đây. Chúng ta chuẩn bị. Vâng, xin chúc mừng cụ trưởng gia cấp đã giành chiến thắng ở hiệp thi đấu thứ nhất của trận chung kết. Vâng, chúng tôi sẽ làm việc nào chúng tôi có thể kéo về việc này. Hôm nay về mình thực hiện ra các lợi thế về sân nhà hơn. Có rất nhiều cổ động viên đang cổ động cho vận động viên bên cụ trưởng Đa Cát. Tháng mưa thế này đi dọn về ngu chưa? Vận động viên của trường của Lữ Gia Đồng Nội Chú thì có bất lợi hơn một chút bởi vì nó phải thi đấu trận đấu rất là căng thẳng. Nhưng mà chúng ta sẽ không biết được đâu đấy, với sức trẻ, với lòng nhiệt huyết của tinh thần, vận động viên của trường Chu Nội Vương Tân Nội Chú có thể giành được thắng lợi ở hiệp thi đấu thứ hai này. Và chúng ta sẽ chứng kiến một rất sức tốt của trận chung kết. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với hết hiệp thi đấu thứ hai của trận chung kết diễn ra giữa cụ trưởng Gia Cát và trường Trung học phổ thông dân tộc Nội Chú. Cả hai vận động viên ra đời rất là vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các vận động viên chúng ta sẽ có một phút nghỉ ngơi ạ. Sau đó chúng ta sẽ vào bốc thăm.
Rồi, xin cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hiện thi đấu chung kết của trận chung kết nữ môn đẩy gậy. Đây là bên là trận trường khá đẳng cấp và một bên là trường trung học phổ thông dân tộc Hội Chú Huyện. Vâng, xin được chúc mừng vận động viên của cụm trường Đa Cát ạ. Xin chúc mừng hôm nay đảm nhiệm trường Đa Cát đã giành được trường phổ thông dân tộc Nội Chú Huyện Bình Nhi và trường trung học phổ thông Đồng Đăng đã giành giải ba. Như vậy là trận đấu thứ sáu, vận động viên của trung học phổ thông Cao Lộc đã giành chiến thắng trước vận động viên thuộc hai huyện đoàn Cao Lộc. Ở trận đấu tiếp theo, môn đẩy gậy nam sẽ là trận thi đấu giữa cụm một huyện đoàn và phổ thông dân tộc Đồng Huyện. Xin mời vận động viên của cụm một huyện đoàn và phổ thông dân tộc Nội Chú Huyện Cao Lộc. Vận động viên của trung học phổ thông dân tộc Nội Chú sẽ mặc cái đeo đai đỏ và cùng một huyện đoàn sẽ đeo đai xanh. Trước vận động viên cụm một huyện đoàn. Ở trận bán kết một đó là vận động viên cụm đoàn số 4 gặp vận động viên cụm đoàn số 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên kia nó hơi an lòng. Trái chó vô đào lăng đeo như đá lời. Ở hiệp đấu thứ nhất của bảng xếp hạng xếp một không phải gặp nhau. Trận đầu tiên là cùng số 4 đã giành chiến thắng. Được chưa? Chưa. 30 phút rồi. Tí nữa nhá. Vâng, một tí nữa. Nhanh nhanh mới được. Vâng. Hết mưa, đang hết mưa mà. Thank you.
còn đầu tiên quân đoàn số 4 đã giành chiến thắng trước quân đoàn số 3. Ở trận bán kết hai, đây là một giáo viên của trung học phổ thông Cao Lộc và trung học phổ thông trường Nội Trú huyện Cao Lộc. Nói chung là hai trường này rất có duyên, 1-9-10. Có cơ hội là trận chung kết. Vận động viên của trường trung học phổ thông Đồng Đăng, trung học phổ thông Cao Lộc khẩn trương vào sân thi đấu. Trong khoảng thời gian 5 phút không có mặt thì đánh thủ thua đấy. Các tộc nội trú huyện sẽ mang tay xanh. Thank you.
ơi ta ơi ta ơi. Yeah.
như vậy là ở trận bán kết hai, các đội viên của trung học Cao Lộc đã giành chiến thắng trước vận động viên trung học phổ thông Nội Chú. Vận động viên của trung học phổ thông Đội Chú các bạn. Trận chung kết môn đẩy gậy nam Hội Xuân Bắc Nam năm 2024 sẽ là vận động viên của trung học phổ thông Cao Lộc và vận động viên cụm 4 huyện đoàn. Tối đâu mới có 3 giờ, 2 giờ chứ. Chúng tôi một ngày nay.
Vâng, các bạn đi. Như vậy là trận chung kết trận đấu thứ hai, vận động viên Hoàng Văn Bình đã cân bằng tỷ số 1-1. Chung kết rất gay cấn. Hải Yến là cái nôi của đại vận, rất nhiều vận động viên đã đi thi cấp tỉnh. Mời hai đồng viên trở lại thi đấu. Ơi ta ơi
thêm đà phán liêu thêm đà phơi và như vậy ở trận chung kết môn bảy vợt lễ hội Tóc Hoa Xuân 2024 vận động viên của trường trung học phổ thông đã giành giải nhất môn bảy vợt nam. Xin chúc mừng trường trung học phổ thông Cao Lộc. Tổ chức xin thông báo. Bên này, ban tổ chức xin thông báo. Sau bảy vòng sẽ là phần lễ trao giải. Xin mời các động viên đoàn giải quay lại sân khấu để ban tổ chức trao giải. Alo, xin thông báo lại. Sau phần thi đại vận và ban tổ chức sẽ trao giải vào tất cả các đoàn giải quay lại sân khấu. Về nhá các cô, về nhá. Đi hội vui vẻ nhá. Nhầm lầu không say không về. Online. Mic cả lăng. Tiên sinh TV. Tiến sinh TV. Vâng ạ. Nó về nó để xem nó. Dạ.